Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Thành BMW. Đây, hôm nay sẽ trở lại series cài răng chí tôn. Và mình sẽ chỉ anh em cách tính KD nha. Kill dip đó. Đó, và đây là KD của mình nha. Đấy, và nó cách tính thế này. Anh em sẽ lấy tổng số diệt chia cho cái số trận mình bị chết. Đó, mình lấy số trận trừ cho cái top 1. Mình sẽ ra số trận chết, sẽ ra 16.99. Nhưng mà có những trận mình chết sớm đó, nên là mình sẽ trừ mấy trận đó ra luôn nha. Rồi, chỉ cần anh em top 1 nhiều, không đai sớm, một trận 4 kill thôi là tỷ lệ KD sẽ trên 8 nha anh em. Tỷ lệ thắng là 10%, mình sẽ tính dưới đây cho anh em xem. Đó, anh em thấy cách tính không? 4 kill nhân cho 400 trận, ra 1.600. Lấy 1.600 chia 200 sẽ ra KD lúc nào sẽ trên 8. Và cảm ơn 2.600 anh em like video trước nha. Rồi, ok. Đó, anh em nhớ like video của Thịnh nha. Rồi, mình sẽ trở lại series Grand Chi Tôn đây. Ebuyo đầu được bay luôn. Mình sẽ nhảy tại đây luôn. Đó, xuống có mấy team nha. Mình thấy rất là đông luôn á. Giờ ở khu sau 2-3 team, mà khu trước 2-3 team nữa. Dễ bị kẹp lắm anh em ơi. Đó, mình bay sau nè. Mình lúc nào cũng bay sau, quan sát thấy nó đâu mình bẻ lại. Đó, vậy thôi. Ui, ui, trong kho có người. Chết bồ, trong kho có người anh em ơi. Cậu sau lưng có người luôn. Chết bồ à. Kiểu bị bắn trong kho này ơi. Anh em nghe tiếng chừng với tiếng súng không? Bây giờ không có súng nữa. Bây giờ chạy nè, kiếm súng quay lại. Nổ một thằng luôn. Ui, nó qua nè. Bắt này mới được, phải bắt này mới được. Bắt luôn. Bắt luôn nè, Sim Nam ơi. Được. Hay. Lúc súng với nha. Ở chùa súng chùa giá biểu quen rồi. Ê bạn nó qua rồi. Từ từ. Từ từ. Mình tao đúng. Từ từ thôi. Hai đợt. Ui. Hai thằng luôn. Nóc 1. Ui nó qua luôn rồi. Nóc 2. Đốt máu cái. Ui nó qua luôn rồi. Còn một. Trong phòng này coi chừng nó kẹt nè. Chú pin luôn. Đẩy luôn đi. Đẩy luôn, hai người đẩy luôn. Vô này chồng. Đẩy luôn nè. Chạy thẳng lên luôn. Hay. Cái này đồng đội của mình luôn em. Vì anh đá tảng á, đồng đội của mình bị mình gẹp. Bị chơi team mình chơi luôn. Vô nhà cũ. Nó qua nè. Đó anh em cẩn thận nha. Tiếng súng khắp mọi nơi luôn. Đó, hôm nay biết sao mà nhảy đây đông dữ quá. Chả hiểu luôn. Đó giờ còn tiếng súng hai team bắn nhau dưới kia nữa kìa. Đó anh em thấy hấp dẫn không? Anh em thấy hấp dẫn nhớ bấm like nha. Thế là bắn lần đầu tiên rồi. Rồi, mình sẽ chia sẻ anh em về những trận răng như thế này nè. Đó, mỗi trận là mỗi kinh nghiệm riêng. Đó, anh em cứ coi và học tập nha. Đó, cải thiện KD rồi. Ui, trên lầu. Thấy nè, tầng 2 ô giữa nè. Từ thôi anh em, bình tĩnh. Chưa biết mấy team. Ui, bên trái có người nè, bên trái đẩy qua nè. Bên trái nha. Bắt luôn. Kê nhà vòng không quan. À, tôi kê chân đỏ nha, kê chân đỏ nè. Quang. Kê chân đỏ. Hay. Liên. Đẩy vô, y tá hả, y tá bi. Còn đúng 5 viên đạn nè, còn 4 viên, còn viên đạn nè. Giờ đẩy vô lúc súng đi chứ hết đạn rồi. Từ nha, cẩn thận nha. Trời ơi, sáo luôn em ơi. Bà nó quay dưới quá Hoàng. Dưới thiệt. Đi. Quay đây nè. Đó, giờ lúc rồi lên nhà 5 tầng kê coi còn mấy team em ơi. Chứ đông quá. Khu chứa có đó nè. Trên kia. M4 này Hoàng. Ok, quan sát từ đẩy qua nha anh em. Enemies ahead. Cẩn thận thôi. Ui, có tiếng chân. Có nhà tao nhà. Watch out. Từ thôi. Chạy xuống rồi. Ui. Xong vậy từ. Được tao đây. Đông quá, lùi. Đẩy qua nè. Lùi. Hậu quá. Đi mẹ thằng này. Từ nha, cẩn thận từ từ. Đẩy qua nè.
một rồi, nóc một rồi. Hai nóc hai. Ba nóc ba rồi, còn cuối để vô, để vô. Để vô luôn, để vô, bấm máu cái nè. Còn cuối thôi, để vô. Ui. Ui, tiếp cái kia qua. Tiếp kia qua. Từ thôi đừng gạt. Bắn nè, nó đẩy vô nè. Trời ơi, gãy anh em. Đó, có những trận như thế này bị trừ KD anh em. Ở mình chỉ giết có 4 mạng à, mà trung bình mình giết tới 8 mạng lần. 8 mạng nó mới không bị trừ KD nha. Còn giờ giết 4 mạng là sẽ bị trừ KD. Đó, đó là KD mình tới 14 chấm lần. Anh em thấy không? Đó, đó là khi mà bị gãy á, cho dù có top 1 vậy mà bị ít kill á, vẫn bị trừ nha. Đó, giờ chết chỗ nào thì đứng dậy chỗ đó anh em. Mình chết chỗ nào đứng dậy chỗ đó, giờ chỗ cũ luôn nè. Đó, giờ trận mới này nha. Đó, cũng bị kẹp 2-3 team ở đây nè. Đó, sao hôm nay này ở đây đông quá, không biết có nhiệm vụ gì ở đây không. Nghe tiếng chân nè, nghe tiếng chân nè. Nhưng mà giờ đợi đồng đội qua. Giờ mình đang tách 2-2. Thấy nè. Nóc nè, nóc 1. Nóc 1 nhà cà phê nha. Đẩy qua luôn nè. Đẩy lên em ơi, nãy dưới kia hết rồi, giờ đẩy lên trên đây luôn. Cái xe này. Đâu, xe đâu? Xe đâm xuống bánh gì vô rồi. Lùi được không, Lùi được, lùi. Hay. Ôi, thôi xong rồi. Không lùi được à. Thằng mà chơi luôn. Đấy, giờ hai thằng bển hả? Hai thằng, nó một rồi. Ok, đẩy luôn rồi, đồng đội ơi. Giờ đẩy qua luôn. Đâu ra lao, thằng nào ạ? Cái hàng này đâu biết đâu tới nữa. Chắc đồng đội kia nãy đi xa giờ mới qua đó. Nghe tiếng chân nè, trong nè. Đợi đồng đội anh em ơi. Ui, lắc đạn kìa. Đó, em chơi. Đâu hàng này qua giờ mất đồng đội luôn rồi. Mất một rồi. Giờ bắn phải cẩn thận lại tí anh em ơi. Lúc nào cũng vậy á, mất người á, mình phải bắn cẩn thận lại. Không dễ bị toan lắm, với là bị trừ KD, mà bị trừ điểm nữa. Mấy pha chết đầu này chắc trừ cũng phải 30-40 điểm. Đau lắm. Mấy phút đầu mà. Bây giờ cứ chơi đi chung xe nè, ở đây có thính nè. Nhưng mà giờ mình ít người rồi, mình không có dám đi ăn thính đâu. Với lại không có kê được góc nữa, nên là cứ lên đây kê. Chừng nào có xe thì tới mình kê hết khói đi rồi mình lại xuống mình ăn. Đó, mình hay mà chơi ít người á, mình hay di chuyển nhiều lắm. Đó, quan sát nhiều chỗ. Ủa, có xe nè. Có xe nghe thính nè, sấy được nè. Mark the location. Đó, đợi ăn thính sấy nè. Hay. Còn sao thính đang cứu hay gì á? Còn một thằng. Sao thính? Một viên ca rồi. Hay. Còn một viên nữa nè. Lê. À, anh em thấy không? Mình kê thính trước. Tại mấy cái đồi đồng trống lắm. Ví dụ nó nóc ở dưới. Đặt mình vào tình thế đó. Mình nóc ở dưới mình đâu đi đâu. Chỉ có bắn luôn nữa thôi. Mà đứng góc chia góc kê này thôi như toàn. Đó, anh em thấy di chuyển nhiều không? Mình hay di chuyển nhiều lắm. Đó, quan sát xung quanh chứ không có đứng im chỗ. Dễ bị ăn ca lắm. Đó, cứ di chuyển ha. Anh em tập chơi di chuyển vô nha. Di chuyển nhiều vào. Đó, mình di chuyển cứ vòng. À, thấy người nè. Bên đây. À, 300m lận anh em rồi, sao quá. Watch out. Bên đây nha, có con thằng rồi nè. Xe nó để đây nè. Đó, đây xe nó để đây nè. Nãy giờ mình không để ý. Giờ phá xe nó vô bo anh em ơi. Phá xe nó, phá hai bánh xe nó rồi không. Rồi, lên xe vô bo nè. Đó, mình chủ yếu mình đi bo đi. Chứ giờ ở ngoài bo bắn nhau, mà lát ở trong nó nghe tiếng súng á. Nó vô kê mình. Giờ mình phải vô trước. Ở giờ tính đường bo này vô nhà đá hay đâu nè. Ui dưới đây có người đang chạy bo. Dưới đây có người nha. Để quan sát nó sau nữa. Chứ không bây giờ nó kẹp mà nãy có thằng lẻ đó nhớ anh em. Nóc 1 rồi nè. Cho gì ca đi. Đấy được lên xe theo ơi. Lên xe. Đấy. Ui lên không.
lên đi chứ ạ. À. À, nóc hai rồi, giờ phải đẩy luôn em ơi. Ông đội hai, ông đội đứng trên kia đấu ca đó. Kìa kìa, dính viên ốp hả gì rồi. Nóc 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 nóc, nó dính viên ốp rồi, nó bắn viên đậu nóc luôn. Watch out. À, nhưng mà canh bo nha anh em, bo vô nè, bo này bo 3-4 rồi, đau lắm. Đấy, canh được không được bỏ nha. Mở góc qua nè, nó có đồng đội trên kia rồi. Thôi tình hình bo vô anh em ơi, bỏ vô, nó nóc rồi, không thấy ai cứu nó, thôi bỏ đi. Rồi, chết luôn rồi. Đó, anh em cứ canh bo đi thôi nha, đừng có tham quá, chơi đừng có tham quá, tham kêu rồi vô bị chết như vậy à. Vừa mất điểm vừa mất cái đê đó, nên anh em cứ pha nào ăn được ăn, pha nào không được bỏ, đừng có tham quá là được. Đó, giờ nãy ở đây nè anh em nhớ không, nãy mình sấy thằng kia đó, giờ mình phải check nó coi sao nó có không, lỡ mình vô mà đang đứng trong bo đang chạy bo mà đứng sau nó sấy nữa. Đó, tại nãy mình phá xe nó rồi, phá quốc bi nó rồi. Thôi vô. Ui, tiếng súng kia kìa. Ui, bắn kìa. Có người bắn nha. Ui, đấy, anh em thấy chưa? Mà bắn phá xe cái đã, phá xe không nổ, chết mình luôn á, chứ không có cứu được đâu. Anh em thấy không? Nãy có một thằng cỡ nào nó cũng phải chạy bộ vô đây. Tại cái đường bo thì chỉ có đường này nó chạy vô à. Hơn là mình đi chung cẩn thận được á. Bên đây có người nè, bên đây có người nè, ngoài bo nè, ngoài bo nè, giờ đi bo nè anh em. Giờ lại nãy lấy được thêm mấy trái khói rồi, tại giờ mình không có xe, giờ mình chỉ có quăng khói thôi, chạy bộ thôi. Thấy nè, nghe thính, nghe thính, nghe thính, một viên nè, một viên ca nè. Ui, nó có ốp nha anh em, nó có ốp nha, nó có ốp nha. Ôi, vô bo cái. Đó, đứng đây mà bắn ốp cái nóc mà gạt luôn á. Lên xe nè. Ôi, giờ đi trước đi, trước đi. Chạy về nhà nè. Ui, nó bắn ốp anh em ơi. Bắn với mấy người ốp á, anh em chịu khó vừa bắn vừa di chuyển nha. Chứ mình không, với lại snap, nếu bắn đấu nếp, snip nó với lại mình phải snap nha. Chứ mà mình vẫn đứng, thấy. Vậy mà hụt ta, nó chạy nhanh vậy. Giờ khói ra chạy bo anh em ơi, bo vô nè. Bây giờ mình an toàn thôi. Hay 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 hay, nóc được kia à, kẹt luôn à. Đó, phun nước vô anh em, phun nước vô mình chạy nhanh. Anh em chơi nhớ uống nước phun đi nha, nó sẽ chạy nhanh hơn đó. Nhiều anh em không biết, chắc không biết cái này quá. Uống phun nước vô nó sẽ chạy nhanh. Đó, nãy mình thấy một chiếc xe ở trên vòng tròn mà, bởi vậy mình quan sát thấy là bắn liền luôn. Giờ khỏi ra nè, ở trước mặt còn người nè, kê vào đồng đội ơi. Nãy trước mặt nãy có một thằng đó anh em nhớ không? Ôi, trước mặt luôn Mark the location. nè. Giờ kêu đồng đội kê giùm bạn ơi. Mình có khói này thì mình còn chạy vậy được, còn qua khói phải nằm xuống. Ôi, khói trước mặt kìa. Pin pin pin, thấy không? Thấy nó không? Pin cái. Ôi, nó khói ra nữa kìa. Bình tĩnh hơn em. Mark the location. Ok. Ui ui. Ui. Cứu rồi Hoàng ơi. Thấy nè, cơ hội đây. Lê 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 lê, lê hai thằng ca này rồi. Đó, cơ hội ở đây đó anh em. Đó, mình tận dụng cơ hội mình sấy liền. Đó. Nằm chơi cẩn thận thôi. Giờ còn dưới khói thôi. Mark the location. Cháu một tầng kìa, cháu một tầng. Ok, từ nha, để lúc đồ cái nè. Hay 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 hay. 6 đây nè, 6 sấy cho chuẩn. Rồi, hay 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 hay, đi à. Let's go. Ở đây là còn 33 thôi. Kìa. Khói kìa, nó trong khói kìa. Nhưng mà giờ đường trống lắm nè. Ở ba thằng mà lỡ nó biết bắn nữa. Nên mình cứ khói ra, an toàn trên hết. 13 kill rồi. ahead. Giờ mất top 2 cái bị trừ điểm nữa. Ở giờ khói ra từ đẩy, có đồng đội kê rồi đẩy. Ấy, giờ mình vừa khói chưa? Hai đồng đội Watch chơi out. trước, giờ mình đẩy thẳng vô.
Chơi an toàn tí, anh em tập tính an toàn tí. Đó, giờ nó trước mặt đội không? Nét lên. Né xong rồi đẩy, nóc rồi đẩy. Ui, trước mặt à. Con nét vô kìa, chạy bó kìa, chạy bó kìa. Nóc 1, nóc 1. Lắc đòi à, lắc đòi à. Lắc đòi anh em. Nóc 2 kìa, nóc 2 kìa, đẩy luôn. Đó anh em thấy không? Dễ mà. Nóc hệ đẩy. Không thì cứ kê đó. Đó, nét lên à. Mình còn thằng mà mình an toàn tí đi. Tại mình có mình ở đây à. Đâu vậy? Ôi, quên luôn rồi. Nó nằm dưới đây, không thấy anh em ơi. Đó, đó là cách tính KD anh em. Đó, trận nào mình nhiều kill thì nó cộng thêm nữa. Nó cộng lần không phẩy mấy, không phẩy mấy đó. Đó, như trận 14 kill được 14 điểm à. Đó là nó sẽ cộng thêm cao hơn cái KD mình luôn, là sẽ cộng rất là nhiều. Đấy, đó là cách tính KD. Giờ thêm trận mới đó nha. Anh em cứ bắn cẩn thận, top 1 nhiều, chỉ cần top 1 nhiều, cái kill không quan trọng nha, mình chỉ cần 4 5 kill một trận là KD anh em trên 8 rồi. Đó, giờ đây có người nè. Ui, ở đây có người luôn anh em ơi. Từ từ. Giờ mình đang bị phân team ra nha. Tại nãy có team dưới kia. Thấy nè, thấy nè, thấy nó chạy vô nè. Góc 1 nè. Ui. Không được. Bot bắn nó nữa kìa. Watch out. Ui. Mark the location. Ôi, có thi đấu nha. Thi đấu nó kẻ này nè anh em. Bắn con bot rồi. Watch out. Okay. Đây còn người nè. Đã mình thấy đây còn người. Đó, khi check kỹ hơn nè. Cẩn thận. Đồng đội mình ở dưới rồi. Ở dưới một team, ở đây một team nữa. Đang bị chia team ra. Nên giờ anh em cứ cẩn thận thôi. Đừng bị hở. Cứ quan sát là từ thôi. Giờ không được, mình tính đẩy qua luôn nè. Nhưng mà ở đây còn người. Giờ mình lấy xe mình để sẵn trước. Lát mình chạy xuống đồng đội. Watch À, thấy rồi nè. Lê 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 lê. Nào biết boss thì người đây. Thấy người bắn nó chết luôn. Nhưng mà trong nhà thi đấu nãy còn. Ui, còn nè. Ui, nó két luôn rồi. Định mệnh cái đứa đầu tiên mình bắn á anh em. Giờ KS rồi, thằng trên 5 tầng nó KS rồi. 15 tầng Tiếng chứ. xe kìa. Tôi nghe tiếng xe kìa. Không, xe tôi. Nè, nãy thấy thằng bên đây nó chạy qua hay gì nè, bên ngay xe nè. Đó, mở góc qua anh em, mở góc ra coi nó. Đúng rồi, nãy tiếng súng nhảy đấu đó. Ngay cửa cầu thang này. Mark the Nè nè, location. nãy ngay ngay cái xe nè, đó, nãy ngay cái xe nè anh em. À thấy à, thấy à, nằm nè. Công nhận này không hack thiệt, chứ nó hack là mình toang rồi. Nó mà hack là mình toang rồi. Giờ đẩy xuống với anh em ơi. Rồi, Không gà bắn được cả gà hai gà quá. gà gà gà. Giờ đẩy xuống đi. Không bắn được. Đẩy xuống với anh em. Ui. À, cho 15 tầng bắn tốt vậy. Này có cớp store nè anh em. Sấy nổ xe luôn, vừa lên xe cái nó sấy liền. Watch out. Vậy nãy giờ nó quan sát mình rồi. Nhưng mà cái góc này á, để mình chỉ cho anh em là mình không thể đứng đây bắn được, nó tuốt trên đỉnh cái kia kìa. Giờ mình mở cánh nha, gọi là mở cánh á, giờ mình đi chung với một người, mình sẽ bọc xa nè, thấy chưa, cách xa nó phải 300 m nè. Đó, giờ mình cứ đi cẩn thận thôi, cứ đi chung với đồng đội, đi hai người nha anh em, chứ lỡ mình có nóc thì mình còn cứu được, chứ đi một người lên đây thì bắn phải cẩn thận, còn đi hai người thì an toàn hơn. Đó, giờ mình mở cánh nè, lên đồi bắn nó, đẩy cái tòa nhà đó cao nhất ở Ebozo rồi. Nó gọi là tòa nhà 15 tầng, nó chỉ leo lên đỉnh của nóc luôn. Nó nhìn từ trên nó xuống nó bắn được hết, là mình bắn không được, chừng nào nó lú đầu bắn được thôi. Nhưng mà có một cách là mình phải mở góc xa xa ra, lên đồi nè. Trên đồi mình nhìn xuống, mình còn phải có nhức cớp nha, phải có scope to nè. Đó, mình đây có scope 3. Đó, mình lên đây. Đó, mình đứng đây kìa, thấy chưa? Em thấy chưa? Đứng trên đỉnh kìa, hai ba thằng luôn. Ba thằng luôn. Nóc 1 rồi kìa, đội mình nóc 1 rồi nè. Không biết đâu nè. Ui, con tốt rồi anh em ơi. Máu nha, máu nha, máu nha. Con tốt á. Một viên đầu rồi. Giờ đứng đây thấp quá, còn thấp quá. Giờ mình lên xe mình kiếm lấy cái góc cao hơn nha anh em. Đó, giờ mình chạy lên nè.
Ôi, lên đây nè, cao hơn, dù mới xa hơn. Nhưng mà đồng đội mình có cấp 6 kìa. Mình cấp 3 à. Hơi xa. Ôi, lên đây nè, là giờ thấy hết luôn á. Nó xuống rồi, nó xuống rồi. Thấy à, nó xuống rồi, nó xuống một thằng nè. Đầu một người nè, nó nóc. Mark the location. Trên. Đó, mình súng chưa phụ kiện mà xa quá, 200 mấy gần 300 mét nên là bắn nó hơi bị giật nha anh em. Trên nóc nha. Ở giờ đồng đội hỏi được không? Thì mình quan sát trước, mình báo cho đồng đội lên được nè. Ở giờ đẩy qua nè, thấy trên nè. Số 1 ám sát rồi nè. Ở số 2 kê bên kia. Mình với đồng đội mình ở đây. Bây giờ nhảy qua cái chỗ 15 tầng nữa luôn. Kê đó. Đó, giờ quan sát nè. Một viên nè. Đóng. Lên được nha, nhưng mà cẩn thận nha. Nó sau cái trụ rồi nè. Đó, để pin nè. Đó, nó sau cái trụ rồi đó. Hay. Vậy còn thằng ở dưới thôi. Thằng nhảy dưới xuống dưới nãy đó anh em. Anh em thấy không? Bây giờ mình đẩy xuống luôn. Bắt nó luôn, ám sát nó. Chơi team quạt là phải vậy nha anh em. Người báo một tí, người vị trí nào chia vị trí ra phải giữ kỹ chỗ đó. Mình không có được mà sơ hở nóc mà đâu cứu được đâu. Xa lắm, người nào cũng cách nhau 300 m mà. Tại mình đang vây nó. Mình đang ám sát, mình vây nó nên là phải bắn cẩn thận. Vô nè, xuống nè. Xuống đi, bắt luôn này nè. Nãy nhảy đây thì chắc còn đây hơn em. Chưa đâu đâu, tại mỗi người hướng quan sát mà. Chết kỹ nha. Mà chừng nằm góc á. Chết kỹ vô nha anh em. Ở mấy pha này nguy hiểm lắm á. Ui, gì vậy? Gì vậy, súng thính à? Watch out. Ui. Ốc nè, ở ngoài. À, nhây cái từ cái team này mà từ đầu cho tới 24 mạng, còn 24 mạng luôn nè. Nó bắn nãy giờ ở đây mình vây bắt nó cả hơn 10 phút á. Đã đời xong tim. Ở nè thấy ghê không? Nó bắn súng thính phá luôn kìa. Nó chết hết hai rồi, cái nó bắn súng thính phá luôn. Ở giờ anh em đi chung xe thôi, bốn anh em chơi một chiếc xe thôi. Lúc nào cũng vậy, an toàn trên hết. Watch out. Ôi, trước mặt có xe, trước mặt có xe. Ui, nó bắn nhau kìa. Lê. Ui, sao. Anh em thấy mình không? Cái nút di chuyển của mình đó, anh em xem lại pha đó nha. Mình di chuyển qua trái phải, nó bắn ốp. Mình không có đứng im được. Đó, mình cứ di chuyển trái phải. Bắn trúng nó 2 viên chứ bộ. Bắn trúng nó 1 viên nữa sợ rồi. Cái này bắn trúng 2 viên luôn. Mà nó không bắn mình viên nào nó sẽ sợ, nó sẽ lui ngay. Giờ đi bọc về sau anh em ơi. Nó đứng cái đồi đó quá đẹp. Cái đồi mình đứng hay kê đó. Hai clip trước mình có để lại cái clip cho anh em xem đó. Quá đẹp. Ui, trên đầu có người nha. Để xe nè, lấy xe lên nè. Ui. Còn à. Cẩn thận. Từ. Trong nhà nè. Nhân heo. Từ nha. Watch out. Rồi, hay. Ui, nó lấy cái đội trên cao rồi nè anh em. Thấy nóc nó đẩy qua luôn rồi. Giờ mình lấy xe mở cánh qua. Mở cánh trái qua. Cover cho đồng đội. Đó, mà mở trái này. Ui, nóc nữa kìa. Thấy nè. Tóc một. Từ nha. Cứu kìa. Gặp một nè nha. Từ ơi. Từ chờ 5 giây. Chờ 5 giây nha Hoàng ơi. Từ. Rồi lấy chỗ này từ từ. Chờ 5 giây. Con vơi nha. Chờ 5 giây nha. Thấy nè. Từ từ thôi. Nóc 1.
yếu một. Trời ơi. Ui nó cố gạt kìa. Định mệt á. Ui bên kia nữa. Ui nó mất luôn rồi. À, mình đã cover vậy rồi mà đẩy lên cao quá. Đồng đội đang cứu phía sau hai người rồi. Giờ chỉ có mình với đồng đội mình số 1 rồi. Ở đó thôi. Nóc một thằng rồi. Nóc một thằng yếu hai thằng luôn. Chịu rồi. Mình pin tới 200m. Đây cũng phải hơn 200m rồi. Một bên kia nó bắn phụ nữa. Để nó cố gạt thì chịu anh em ơi. Ok. Giờ đi bo nè. Giờ quan sát đi bo nè. Mẹ vào đây nó cố gạt. Nó cố gạt mà chịu thôi. Tao bắn nè. Đồ ê ê ê bậy nha, bậy nha. Bắn này không chết là lát bắn lại á. Đó, nó xảy rồi nè, thấy không? Nó nằm nó xảy đó, thôi chừng đó. Mẹ miếng không sao nè, giờ mình vô bo mình kê lại nè, nãy xảy mình không rụng rồi. Giờ xảy ngược lại nè. Kê nè. Giờ hỏi coi vô bo đường nào. Xe máy kìa. Đâu, xe máy đâu? Thấy nè, anh em thấy không? Giro hay vậy, lia tâm sấy xe là chuẩn luôn á. Vậy mình kêu anh em tập sấy Giro vậy đó. Đó, nó lia tâm rất là chuẩn. Đó, mấy pha mà mình ghiềm tâm cũng dễ hơn nữa. Đó, anh em cứ tập Giro này. Ủa, đâu? Từ từ, từ, lúc cái. Mark the location. Lúc cái à, ốp hết cả. Đó, còn sáng anh em ơi. Rồi bắn mình đẩy lên. Chọc. Đó, giờ đội bắn rồi mình đẩy lên nha. Đó, giờ đẩy lên nè. Rồi lia rồi, lia luôn rồi anh em ơi. Xong rồi. Đó, giờ mình đẩy xe lên, vô mép bo à. Ôi, thấy nè, chỗ pin này nha. Mark the location. Ba viên rồi. Em thấy mình bắn không? Lúc nào mình cũng pin cho đồng đội trước á, để anh em có bắn gì cover cho kịp chứ đừng có để bắn xong rồi nấp mà mới kêu pin lên thì cứu. Đó, đó là pin cho đồng đội bắn trước, quan sát thấy trước chứ giờ mình bắn không mình đâu tập trung pin được đâu. Pin trước cho anh em thấy. Ở trên nóc à. Đó, bắn mình không biết cái đâu á. Đó. Ui. Máu cái nè. Anh em thấy mình di chuyển nãy pha nãy không? Đó, biết nó bắn ca, nó nghiêng đầu, nó ghiềm tâm á, đó, nên mình cứ bắn di chuyển thôi. Trước mặt có một nè. Trước mặt có một nha, nghe tiếng chân rồi nè, đẩy luôn nè. Còn hai thôi. Còn thằng ở ngoài đây nãy là anh em nhớ. Đó. Trước mặt nha, vào cái đồi. Đó, di chuyển lấy góc thôi. Ui, one net. Ui. Trời ơi, tỉnh nè. Giờ mình chết trái coi anh em ơi, chết trái đi. Chết bên trái rồi có không? Lỡ nó có nó móc nữa. Chết cái đi cho an toàn. Ui, đâu vậy? Pin lên. Watch out. Ở bên đây rồi. Giờ đồng trống lắm, không có đứng chạy trống mà được anh em ơi. Nó còn hai thằng lận. Đây mình cũng có hai người à. Chạy trống nó bắn được hết luôn á. Giờ chỉ quăng mìn lên, chết trước đi. Giờ lấy khói che nó nè, đẩy nó phải không, lấy khói che trước. Đó, giờ mình đẩy vô. Rồi, có xác ở đây, kiếm mìn thêm. Ở đây, có mìn nè. Đó, nó sau cái núi đó hồi nãy rồi, nãy mình thấy sau núi đó rồi. Đó, giờ canh dây nha anh em, canh dây chuẩn chơi đó nè. Yếu nè. Ui cái gì? Thằng ca đâu vậy? Ôi nó chạy bo kìa, bắn luôn. Nóc còn cuối thôi, này dắt chết bo rồi. À, đâu nó bắn viên ca hơn, không ngày đầu, mất giáp luôn. Đấy, win. Ở đây phải không? Một trận trung bình thì mình chừng 8 kill, 12 kill. Đó thì KD nên nó lên tới 14 chấm rồi. Đó,
còn anh em cứ trung bình trận 4 kill thôi nó cũng lên thôi. Trận này bắn bình thường vậy thôi đó anh em, nếu thấy hay nhớ like subscribe kênh nha. Rồi bye bye.